Hôm nay mình cắt trên vải nha mấy chị, mình cắt đầm trên vải ha. Thì em sẽ chọn cái đầm màu trắng ngà ha, để cho mai đường kim cho chị em mình dễ nhìn thấy. Cái tay thì mình cắt cái tay kiểu như vậy ha, mình lên vải luôn. Em chọn cái màu lợt để mà lúc mà mình vẽ cũng dễ thấy, mà lúc mình may mình ráp cũng dễ ấy. Đầu tiên hết chị em mình sẽ kiểm tra vải ha. Cái vải này là khúc vải này là rộng 1,5 m, chiều dài là một à, xin lỗi, chiều dài là 2 m. Bây giờ đầu tiên thì chị em mình xác định cái chiều dài của chân váy ha. Cái chân váy mình đây, mình xác định chiều dài bao nhiêu để mà mình đánh dấu mình xếp vải. Ở đây là 74 rưỡi, 74 rưỡi, mình đo lên 74 rưỡi, em cho 75 cho nó dương tí á. Rồi xong chị em mình sẽ chiều dài cái chân váy mình tới đây ha. Mình xếp về trái ra. Chị em mình lấy chiều dài chân váy rồi, chị em mình sẽ cộng thêm cái phần mình vẽ độ cong để mà mình tạo độ xòe cho váy ha. Hôm đó cái độ cong của mình là mình lấy số đo vòng eo mình chia 4 cộng 2, chị em nhớ không? Eo chia 4 cộng 2. Cái chiều dài của chân váy mình có cái dấu rồi ha. Từ chiều dài trở lên bao nhiêu nữa để mình xếp vải cho vừa đủ, cho đừng có hao. Thì chị em mình cứ đo đây nè. Đo cái eo nè ha. Hôm đó mình đo được 17,5. Đây ha. Non 17,5 một tí. Thì chị em mình cứ lấy số đo này mình cộng thêm 2. Đây ha. Non 19,5 một tí. Chị em mình cứ đo từ ở dưới đo ngược lên rồi mình xếp vải tới đây thôi. Tại em muốn chia sẻ cái cách xếp vải để mình cắt nó tiết kiệm ha, chứ nếu như mà mình cắt mình nhắm chừng thì cũng được á, mình nhắm chừng thì cũng được, hoặc mình có rập mình đặt lên thì cũng được. Bây giờ em xếp ngay nha. Đây em xếp ngay dấu ha. Nhắm chừng thì cũng được, nhưng mà lỡ như mình cắt nguyên một cái số lượng nhiều nguyên khúc vải thì mình không có biết đường tính. Chờ em xíu em dời cái bình hoa. Em chia sẻ cách xếp vải trên bàn luôn, ít nhưng mà mình xếp đủ luôn ha, cái bàn mình nhỏ. Dời xíu nữa. Rồi ha, bây giờ mình sẽ kẻ cái đường tra dây kéo. Đầu tiên chị em xếp thẳng ha. Xếp miếng vải thẳng cái biên xuôi theo cái bàn của mình. Rồi chị em kẻ cái đường tra dây kéo. Đây đường phấn tra dây kéo của mình. 2 phân hoặc 1 phân rưỡi, chị em mình may bấy nhiêu thì mình cứ chừa bấy nhiêu ha. Khi nào hết mà con bút chắc hết hết mà thiệt để chị thấy kiểm trước khi làm không chịu kiểm này. Rồi mình kẻ cái đường để mình tra dây kéo.
Ở ngoài đây chị em mình muốn lấy cái biên thì lấy ha, không muốn thì gọt bỏ luôn. Một chút là mình gọt bỏ cái biên nha, cái biên này nó không được đẹp thì mình gọt bỏ cái biên luôn, mình vắt sổ lại cho nó đẹp. Rồi xong, sau khi chị em mình xếp nhập đôi vải về mặt úp vô trong rồi ha, mình lấy cái phần vải ngang nè, cái phần vải ngang này mình xếp lại đây, mình lấy phần vải ngang này mình xếp lại. Đây ha, chị em mình cứ lấy phần vải ngang này mình xếp lại. Xếp cho đến cái chỗ đường phấn mình ra dây kéo nè. Mình xếp cho nó thẳng tới bên kia nha. Rồi, ok. Cái canh sợi ngang nó dễ bị giãn cho nên mình ghim lại để thôi, nó bị giãn cái nó sạc ra, nó ngắn dài thì nhiều chỗ nó không bằng nhau, cho nên chị em mình kỹ kiểm tra cho nó ngay với nhau. Rồi ha, khi mình xếp ngay xong rồi mình sẽ đặt cái rập lên. Còn nếu chị em mình vẽ thì cứ canh lên đây là vẽ luôn nè, cứ canh ngay góc này là mình vẽ luôn là mình cắt luôn ha. Còn mình có rập thì thôi mình đặt cái rập mình lên. Cái rập chị em mình cũng xếp là y như vậy luôn. Đây là cái đường tra dây kéo của mình nè, mình gấp cái đường tra dây kéo mình lại. Đây rồi mình xếp cho nó bằng lại thôi. Chị em mình gấp cái đường tra dây kéo mình vô, rồi mình gấp cho nó bằng lại, mình in lên khỏi mất công mình nó không có dư chỗ này chỗ kia, mình dễ thấy nha. Rồi chị em mình cứ đặt lên vừa mí luôn, bằng y như vậy rồi cắt luôn. Đây ha, mình đặt cái rập lên thì nó vừa y rồi, chị em mình cứ cắt vừa y thôi. Ở bên đây nó vừa y mà tại cái giấy mình xếp lại cái nó hơi giật vô ha. Rồi chiều ngang cũng cắt y luôn. Bây giờ mình đánh dấu luôn. Đó, nếu chị em mà không có cắt trên trên giấy thì chị em mình cứ xếp y như vậy, rồi bắt đầu mình đo theo công thức mình vẽ lên lên vải mình luôn ha. Rồi dưới line mình chỉ đánh dấu nữa là xong, là mình cắt thôi. Cái đầm thì đầu tiên chị em mình nhớ ha, là đầu tiên là mình nên cắt cái chân váy trước, tại vì cái chân váy nó lớn nó hao vải, mấy cái chi tiết nhỏ mình cắt sau cùng. Rồi bây giờ mình cắt cái chân váy trước. Tất cả mình đã có đường may chung ha. Rồi cái biên thì lúc nãy em có nói là em cắt bỏ cái biên để chừng nữa mình vắt sổ lại cho nó đẹp. Cái biên này nó làm không có được khéo á, nó có chỗ nó cong cong, thành ra mình gọt lại mình làm cho nó mượt. Tất cả mình đã có đường may rồi thì chị em cứ chỉ cần cắt ngay đường phấn là được. Ở đây là em cắt một lượt 4 lớp nha mấy chị. Chị em mình may đầm ngắn thì mua vải ít lại ha. Cái đầm này dài thì mình mua 2 mét. Rồi cái đường tra dây kéo này thì chừng nữa chị em mình sẽ tra xuống thêm từ cái eo mình xuống. Từ cái eo mình ha, đường may thì chừng nữa mình bỏ 1 phân đường may rồi nè. Từ eo chị em mình bỏ xuống 10 đến 12 phân là mặt vừa rồi. Mình tra dài xuống thêm á ha. Chừng nữa dây kéo mình tới đó. Đây.
Rồi bây giờ mình cắt phần trên ha. Bây giờ mình còn vải của mình, tùy theo kiểu mà mình quyết định mình cắt cái gì trước cái gì sau. Chị em mình cắt cái tay áo trước nha. Cái tay áo mình á, lẽ ra là cái tay cắt sau cùng, nhưng mình cái tay áo của mình nó nhiều vải, mình phải tính cái tay trước với lại cái thân trước cho đủ ha. Cái thân sau thì nhỏ, có thể là mình lắp được. Bây giờ mình kiểm tra coi mình cắt ở đâu. Vải mình còn dư lại một bên, cái phần bên đó là bên biên thẳng ha, em xếp vậy đó chị em dễ nhìn thấy là cái phần còn thừa của mình. Đây cái phần còn thừa của mình hiện tại nó nằm một bên. Rồi cái phần bên đây mình cắt tay nha. Cái phần cái chỗ dư này mình cắt tay. Cái tay thì chị em mình nên cắt vải xéo. Chị em mình nên cắt vải xéo. Bây giờ em sẽ xếp vải, em cắt vải xéo luôn. Mình định chừa đầu này lại để làm thân áo. Để em xếp ở đây coi đủ không thì em cắt ở đây luôn. Vậy thì nó hơi hao vải một tí mà nó nhanh. Mình xếp vải xéo, mình cắt tay hai tay một lượt luôn. Để em xếp xong rồi em sẽ giải thích để chị em mình biết đường canh cái vải xéo ha. Mình canh ở đây nó hơi khó một tí, nhưng mà em nói thì chị em sẽ hình dung được. Đây bây giờ là cái vải mình là miếng dưới mình chưa xếp nè. Hiện tại miếng dưới mình chưa xếp nè ha. Chị em mình xếp cái vải xéo qua nè. Đang bây giờ là đây, chị em mình tưởng tượng đây là cái biên. Rõ ràng là cái biên nè ha, cái biên nè, cái biên chạy từ ở đây nó chạy dài nè, đây là cái biên nè. Thì từ cái biên bỏ vô bao nhiêu thì tùy theo cái vải mình nó nhiều hay ít ha. Thì mình cứ bỏ một đường song song từ biên vô, thí dụ như 20, 30 thì mình bỏ thẳng luôn. Hai chị em mình cứ bỏ thẳng rồi xong chị em mình sẽ bắt ở dưới nè. Hiện đây là vải ngang nè. Hiện đây là canh vải ngang, hiện đây là canh vải xuôi, thì chị em mình cứ lấy vải từ vải ngang mình kéo xuống cho nó bằng cái mí vải xuôi của mình. Thì nó sẽ thành vải xéo ha. Cái chiều này là đang là chiều xéo nè. Chiều này đang là chiều xéo. Thì hai lớp mình xếp lại một lượt luôn. Mình xếp cho nó khớp với nhau ha. Chị em mình phải kiểm tra kỹ nha. Đừng có để mà một lớp trên với một lớp dưới nó không khớp với nhau. Lớp trên lớp dưới nó không khớp nhau thì cái tay lớn cái tay nhỏ đó. Rồi ở đây là vải xéo, mình không thể thay đổi ha. Ở đây là vải xéo. Thì chị em mình cái tay áo thì cắt vải xéo là như thế nào? Ở đây là ngay vải xéo nè. Cái đoạn đường mà mình không có chừa đường may nè, là ở đây là theo vải xéo. Đây mình cắt y. Rồi ở vị trí này ha, từ đây xuống đây là theo vải xéo, để cái tay nó bồng nó dễ thương nha. Chị em cắt chịch chiều dải là nó không có đẹp nha. Chịch chiều dải cái tay mình nó bị xẹp. Mình kiểm tra coi đủ hay không, đủ rồi ha. Rồi mình sẽ quyết định cắt cái tay ở đây.
Cái lai tai thì chút xíu nữa em nói thêm một tí. Cái lai tai của mình ha thì nó có hai trường hợp. Một là mình xếp, mình xếp cái chỗ mà xoắn chữ X mình á, là mình xếp xuống tới hết lai tai luôn, thì mình sẽ cắt y như thế này. Còn nếu chị em muốn lên lai tai bỏ một đoạn rồi mới xếp cái dấu đầu tiên thì chị em mình sẽ bỏ lên. Ở đây em lên lai tai rồi em mới xếp ha. Nhưng mà nếu chị em muốn xếp tới lai tai thì cắt y như vậy nha. Còn mình muốn mà không có xếp tới lai tai thì mình sẽ giảm lên, tức là mình khép cái này lại nè. Mình khép cái dấu này lại nè. Cho nên cái này là chị em để ý một chút là chị em biết làm mà. Với lại mình muốn sáng tạo, mình muốn ship tới đâu thì tự ý mình sẽ làm được hết ha. Đây, nếu như mà mình không có ship thì mình không có ship tới like thì mình sẽ làm tới đây thôi. Cho nên là chị em mình cứ xài thoải mái, cứ xếp, cứ theo cái ý định của mình thoải mái ha. Ở đây thì em không xếp tới lai tai là em bỏ một cái con cuối cùng nè, mình giảm cái con này ra chứ không có gì hết. Rồi cái lai tai thì mình vẫn vẫn lấy đúng. Mình không xếp thì mình phải xích cái lai tai ra để mình bẻ lai nó mới đủ nha. Mình chừa đường may cho nó đủ nè, từ đây ra nè. Rồi xong là mình cắt thôi. Rồi bây giờ mình cắt luôn ha. Chị em mình muốn may cái tay phồng hơn, ở trên đầy hơn thì để chút xíu nữa em cắt xong rồi em sẽ chỉ một chút xíu là chị em mình làm được thôi. Ở đây có đường may rồi mình cắt ngay ha. Không phải là em cắt dư nhiều quá, tại vì phía bên trong nè, cái vải nó ít nè. Cho nên là em canh cho nó đủ á. Nếu mà không đủ vải xéo thì chị em mình cắt vải xuôi thì xuôi hết, chứ đừng có một tay xéo một tay xuôi nha. Một tay xéo một tay xuôi nhìn một tay nó phồng nó tròn mà một tay nó bị dẹp á, cho nên là mình cắt hai tay giống nhau. Rồi thí dụ chị em mình muốn may cái tay phồng thì chị em mình cắt làm sao? Ở đây là cái tay này phồng vừa phải nè, chị em mình muốn tay phồng nhiều thì chị em mình chỉ cần, để em lấy cái này em vẽ sơn cái đó cho mình dung nha. Đây nè, cái vị trí này nè ha, chị em mình không thay đổi. Chị em mình muốn phồng tới đâu, thí dụ như cho nó rộng xuống thêm thì mình dời ngay đây. Thí dụ như giờ mình muốn cái tay nó rộng xuống tới từ cái nắp xuống thêm một tí thì mình dời xuống đây, mình mới bung cái tay mình ra. Mình bung cái tay mình ra. Em phớt sơ cho chị em mình nhìn thấy nha. Đó. Nếu mà mình muốn cái tay mình bầm ở trên nhiều thì mình cứ dời ra cho nó to ra. Rồi chị em mình muốn cho ở trên nó dung lên chút xíu nữa thì mình cứ cho ở trên này nó cao lên. Rồi ha, thì mình dúng cái tay mình trên nó sẽ to thôi. Nhưng mà em cảnh báo là tay to thì mặt sẽ thấy mình gồ ghề lắm, mình không có dễ thương nha. Có nhiều chị em hơi gầy gầy thì mặt nó đẹp, còn hơi béo thì không nên may tay to quá, to đi vô tình thấy mình mặt thêm. Rồi bây giờ cái tay áo mình cắt xong rồi, mình giảm bình thường ha. Đây cái tay mình cắt rồi nó như thế này đây, nó liền phần trên, phần dưới nó chẻ ra ha, phần dưới nó chẻ ra đây. Rồi bây giờ mình giảm tay như thường lệ. Đây cái tay áo mình giảm như thường lệ, mình cũng bắt ở giữa tay mình giảm 1,2 đến 1,5.
Rồi tới ở dưới mình trở ra y cũ. Đây, cái phần này mình đã giảm ra bỏ. Phần giảm là phía trước ha. Bây giờ mình đánh dấu cái phần mình đã giảm. Rồi. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cái tay áo mình luôn, để chừng nữa mình may nha. Để chừng nữa mình may mình không có phải đo tới đo lui nữa. Sẵn còn cái rạp mình đem lên mình đánh dấu luôn. Đây ha. Chị em mình sẽ đánh dấu ngay mí này nè, ngay mí cắt của mình nè. Chắc còn ở bút chứ không lẽ hết. Cho em xin phép em lấy thay cây bút cái ngay. Bấm dừng giùm chị đi. Tiện đây thì em cũng chia sẻ cái cách để chị em thay cái ruột viết nha. Tại vì có nhiều chị em nói với em là không có biết mở cái giỏ. Cái giỏ này thì đầu tiên là mình mua là người ta đậy sẵn vậy ha. Chị em mở cái nắp ra. Chị em vặn ra. Rồi mình lấy cái ruột ra. Tại vì chị em mình đầu tiên chị em mình mở ra thường là người ta làm chặt quá, chị em mình cầm như vậy nè, chị em mình không biết là gắn cái này vô đâu. Tại vì chị em mình sẽ gắn ngược lên đây thì cái này là cái đầu trên nó không có chỗ để cái ngòi mình ha. Thành ra là chị em nhớ là nếu như vậy là chị em mình gạch cái này ra nè. Rồi mình bỏ vô. Rồi mình mới vặn lại. Rồi ha. Rồi mình đánh dấu xuống. Đây ha, em đánh dấu xuống nè. Chị em mình đánh dấu xuống. Cứ lấy dấu ngay những cái đường mình rọc ra nè ha. Chị em mình cứ sang dấu qua. Còn chị em không sang dấu thì chị em mình lấy kéo bấm. Đây ha. Chị em mình không sang dấu thì chị em mình bấm. Tại em không muốn bấm cái rập giấy cứng á, bấm sợ nó mau lục kéo. Thế nên mình bấm với giấy nha. Mình cứ bấm vô khoảng 3 mm. Cái này muốn bấm cho đường lục kéo lấy kéo bấm khuy á, bấm mổ khuy á. Cái giấy cứng quá em cưng thì kéo, em không có bấm thì kéo sợ nó bị lục mũi. Rồi. Các cái dấu bấm của mình. Đây, các cái này là các cái dấu bấm. Rồi cái này chừng nữa mai thì em hướng dẫn chị em mình nha. Ở đây em có đánh dấu một chút xíu rồi nè. Em có đánh dấu một chút xíu nè, là những cái khoảng trắng này ha. Những cái khoảng trắng là em đánh dấu sau nè. Là cái dấu sau này chừng nữa chị em xếp lại dấu cái dấu sau này đi. Chừng nào khi mai ha. Đây nè, thí dụ như ở đây là cái dấu sau nè. Mình bỏ một khoảng trống tới cái dấu sau. Mình cứ bỏ một khoảng trống là tới cái dấu sau. Bỏ cái khoảng trống ha, cách khoảng. Rồi em lấy một cái tay ra. Cái này lẽ ra là tới mai thì em mới chia sẻ nha. Tới ráp em chia sẻ, nhưng em nói chút xíu là chị em mình sẽ hiểu, để chị em mình có khi nào chị em mình cần may gấp thì chị em mình lên may luôn. Đây chị em mình xếp lại. Mình giấu cái dấu sau đó lại. Giống như những cái tay trước em chia sẻ với chị em mình là giấu cái dấu sau lại ha. Mình xếp lại cứ chừa một cái khoảng trống, dấu sau thì mình giấu lại. Xong chị em mình bung ra bề mặt. Thì tự động nó sẽ có cái kiểu cho chị em mình. Cái kiểu sẵn cho chị em mình ha. Rồi bây giờ mình cắt thân áo. Chị
chị em mình muốn gút dây cũng được nha. Mai cái tay này mình gút dây lên cũng dễ thương, lỡ em dẹp mấy cái vải dư của mình cái. Rồi cái phần tiếp theo là mình còn vải thừa đây ha, mình còn y nguyên đây, mình chưa có đụng tới đây. Bây giờ mình sẽ cắt thân sau và thân trước với nẹt nữa là xong. Đây là thân sau. Rồi nẹp. Nẹp thì mình lựa ha, mình cắt cái nẹp có bâu hay là không bâu. Ở đây là cái nẹp này là có tay nè ha, có tay thì chừng nữa mình cắt y cái nẹp này. Bây giờ em thẹo ra luôn nha. Đây cái nẹp thân sau mình chỉ cắt như vậy là xong, chỗ này là đủ rồi nè mấy chị. Rồi cái nẹp này nẹp phía trước ha, nẹp phía trước nè. Bên này thì đã cái nắp đã khép rồi, bên này thì chưa. Chị em mình muốn xài bên nào cũng được ha, xài kiểu nào cũng được. Ví dụ chị em mình xài kiểu bên này cũng vẫn được nha. Hai cái nó đều tương tự như nhau. Cái này thân trước thì chị em mình nhớ là phải cắt cái phần này nó liền, không được rời nha. Thân sau thì mình cắt rời, thân trước thì mình cắt liền. Rồi bây giờ mình cắt cái phần thân sau trước, chút xíu mình hãy làm phần thân trước. Tới đây thì chị em mình biết rồi, chị em mà mình có may đồ chuyên nghiệp thì chị em mình biết rồi là mình phải cắt thế nào rồi. Bây giờ mình cắt cái nẹp luôn. Ở đây em sẽ chia sẻ cái cách tra dây kéo theo ở tiệm chứ không phải mình tra theo đồ chợ nha. Mình tra dây kéo áo cho nó tinh tế, cho nó đẹp chứ không phải là mình tra đại. Có nhiều bạn chưa có học cái cách tra cái dây kéo kiểu này, cái xong cái tra nó bị sạc cái cổ sao á, thì hỏi thì lúc đó là em chưa có hướng dẫn tới, thành ra là em nói là đợi tới lên đầm thì em chia sẻ, thì bây giờ em sẽ chia sẻ. Rồi cái này là cái nẹp sau của mình. Chị em mình sợ quên ha, sợ quên thì chị em mình đánh dấu. Sợ quên là ở đâu, nhiều khi cái phần bên đường sườn dây kéo với đường sườn vai nó gần bằng nhau. Mình mai chuyên nghiệp thì mình nhìn thấy mình biết ở đâu là đường sườn vai, nhưng mấy bạn mới thì sẽ dễ quên ha. Thì mấy đứa cưng sẽ đánh dấu ha. Thí dụ như giờ đánh dấu đây là cái vai nè, mình đánh dấu đây là cái vai, thì chừng nữa mình lấy cái vai với cái vai mình ráp lại nó không lộn. Rồi cái này mình đã xong. Tiếp theo mình cắt thân sau luôn. Chị em mình đánh dấu lên cũng được mà cắt luôn trực tiếp cũng được ha. Ở đây mình cắt luôn. Từ từ thì bước đầu thì em chia sẻ những cái đầm cơ bản. Từ từ em sẽ chia sẻ cho chị em mình những cái đầm cắt kỹ hơn ha, kỹ thuật hơn, trang trí cũng là sắc sảo hơn. Mà làm nó cực công hơn, nhưng mà cực công thì tiền công mình nó sẽ nhiều hơn. Vải dư rồi em phí một chút nha, cắt ngang luôn. Chị em mình cắt vải thì thực sự không có được xây như em nha. Tại vì cái vải thun này nó cũng dễ. Cái này là thun cắt hàng á mấy chị. Cái thun này nó dễ cho nên em xây, chứ mấy chị cắt vải mà nó mềm đừng có xây giống như em. Xây giống như em thì nó sẽ bị lệch á. Tại em quen là em xây được. Rồi chị em mình sẽ sang dấu qua ha. Sang dấu cha dây kéo nè, sang dấu dây kéo nè, sang dấu ben mình qua ha. Sang dấu qua để chừng nữa mình mai mình khỏi mất công đánh dấu lại. Còn chị em mà quen rồi, mai quen rồi thì khỏi sang dấu mai vẫn được. Chỉ cần sang dấu ben thôi.
em sang dấu sau nha, tại vì cái video nó dài quá. Rồi cái này cái nẹp của mình đây. Rồi thân sau mình đủ ha. Còn thân trước, thân trước thì chị em mình tiếp tục cắt ở vị trí này. Đây mình xếp ở đây ngang mình cắt thôi. Vải dư rồi ha, vải dư rồi mình không tiến luôn. Cái đầm này chỉ mới là cơ bản thôi, mấy cái đầm sau thì mình cắt nó sẽ nhiều công đoạn hơn nha mấy chị, nhiều công đoạn hơn, nhưng mà mai lên thì nó sẽ sắc sảo, cho nên là chị em mình cứ học từng bước ha. Rồi cái ben của mình thì chị em mình cũng sang qua nha, sang ben qua. Bây giờ em cắt luôn. Rồi chị em mình nhớ sang dấu ben qua ha. Sang dấu ben qua. Cái cổ áo, em còn phép cổ áo nữa mới xong. Sang dấu ben, sang dấu bên sườn hoặc là bên bên nách hoặc là các cái ben mình ứng dụng thì mình sang qua hết. Rồi ha, cái ben thì em sang dấu sau ha. Chị em mình lấy cái rập, sau thì mình cứ vẽ y lên vậy thôi, không có gì khó hết. Rồi còn cái phần còn lại thì mình sẽ cắt cái nẹp. Mình sẽ cắt cái nẹp áo thân trước. Đây ha, nẹp áo thân trước của mình. Chị em mình có thể là xài theo cái nẹp khép ben và cái nẹp bình thường của mình. Nẹp nào cũng được. Đủ, mình cắt cái nẹp này luôn. Cái này chừng nữa tới mai thì em chia sẻ cái cách mai nha. Chị em cắt cái nẹp dài xuống hay cắt cái nẹp một khúc ở trên đó, nó không có sao hết. Mình thích cái dáng sao thì mình cắt vậy thôi. Có điều là cắt cái nẹp với thân áo kỹ một chút để cho hai bên nó khớp với nhau. Rồi cái này chừng nữa khi mà mình may lên mình có thể là mình cắt bỏ cái phần này luôn. Mình cắt bỏ phần này luôn cho nó khớp vừa với cái ben của mình, dư như mình cắt bỏ luôn ha. Cho nên cũng có khi là mình may nó dài qua luôn, mà cũng có khi mình may tới ben mình nghỉ. Cũng có khi là mình may băng ngang như cái nẹp của mình, cũng ok. Y như cái nẹp này ha. Thì mình cắt y như vậy, chừng nữa mình gấp cái ben lại thì mình may vô bình thường. Cho nên là khi
khi mà em may lên cái áo này thì cái bên cái nẹp thì em sẽ nói rõ hơn. Bây giờ mình cắt cái nẹp mình là theo cái áo, cái nẹp đã khép bên rồi. Mình kết thúc video ha. Bây giờ đủ rồi. Nếu chị em mình có may túi, nếu chị em mình có may túi thì chị em mình cắt túi, túi ở bên sườn á. Còn nếu như không thì thôi. Cái áo này thì mình không có may túi là bởi vì mình cắt cái chân váy mình liền. Đây nè ha, cái chân váy mình cắt liền. Chị em mình muốn may túi thì chị em mình phải cắt phần này rời nha. Nè, cái phần chỗ sườn bên hông nè, chị em mình cắt rời đặng chị em mình may cái túi vô. Còn đây em may không túi cho nên em cắt liền. Cắt rời thì nhớ chừa đường may là được à. Mình cắt ra mình nhớ mình có chừa đường may ngoài mình ráp lại à. Rồi bây giờ mình kết thúc video luôn.